Ơ, và ngày hôm nay thì như tiêu đề của video các bạn cũng đã biết là chủ đề của chúng ta là gì rồi phải không nào? Vậy thì không để cho các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Lý do đầu tiên mà mình đưa ra ngày hôm nay thì em nói chính là nổi lớp của Coin i7. Có thể nói về 2 năm về trước, khi mà chiếc Coin i7 8700 ra mắt thì em nó đã là mưa làm gió trên thị trường và các game thủ thì hầu như là muốn dưng em nó về nhà. Thế nhưng mà có một điều đáng nói ở đây, đó là về mức giá của em nó thì cực kỳ cao. Vào thời điểm đó mà giá đã từ khoảng từ 8 đến 9 triệu đồng rồi. Và có những cái thời gian mà khách hàng ấy thì giá còn đổi tới là 10 triệu đồng thôi, thực sự là cao phải không nào? Thế nhưng mà em nó thì luôn trong cái tình trạng gọi là cung không đủ cầu. Và bên cạnh đó thì tại thời điểm hiện tại, khi mà trong những cái thị trường giao dịch hàng cũ ấy, thì những chiếc Coin i7-8700 vẫn luôn có cái giá nhỉnh hơn một chút so với lại 9700. Lý do đơn giản là vì chúng ta sẽ có CPU 6x12 luồng, sẽ trải nghiệm mượt mà hơn so với lại 8x8 luồng phải không nào? Thế nhưng mà mình nghĩ rằng thời kỳ hoặc nhịp em nó đến đây sẽ chấm dứt rồi, bởi chúng ta đã có Coin i5-10100 cũng như là 10500 vừa mới ra mắt, và giá của em nó chỉ rơi vào khoảng từ 5 cho đến 6 triệu đồng thôi. Chúng ta vẫn có 6x12 luồng và bên cạnh đó là thu hút lên tới là 4.5 GB hệ cơ, thực sự là sẽ đủ cho anh em trải nghiệm mượt mà các cái tự nhiên mới nhất bây giờ. Và bên cạnh đó thì Coin i5-10100 cũng như là 10500 có thể xử lý ok các cái góc như là render video này, hay là edit ảnh ở mức bán chuyên, bởi cái sự hỗ trợ từ Intel Quick Sync trong cái phần mềm Adobe. Thế nên là mình suy nghĩ rằng anh em không có lý do gì mà lại phải mua một cái CPU mới hoặc là cũ đời 8700 hay là 9700 cả, mà hãy chọn ngay cho mình một em 10100 đi. Lý do số 2 đó chính là sẵn sàng cho những nâng cấp về sau. Mình thấy điểm thuận tiện khi mà chúng ta có thể tự quy một bộ máy tính để bàn đó chính là việc có thể tùy ý thay đổi cũng như là nâng cấp các cái linh kiện ở bên trong. Các bạn có thể thay đổi từ RAM này, các linh kiện lưu trữ này, cũng cho đến cả phần vỏ cây chỉ với một vài thao tác đơn giản thôi. Bên cạnh đó thì có thể nói chút về phần RAM như là VGA thì tuổi đời của em nó có thể dài hơn một chút, bởi có lẽ điểm chính ở đây là về phần giá của em đó. Và khi mà chúng ta thay đổi hai này chắc chắn là sẽ phải thay đổi về phần remote cũng như là phần nguồn rồi, và giá ở đây thì sẽ đội lên, anh em sẽ phải suy nghĩ đắn đo của mình phải không nào. Và hiện tại thì với em 9400F, nếu như anh em đã sở hữu thì chắc chắn là sẽ nhận thấy nút thắt một phần khi mà chúng ta chơi các cái tựa game AAA, bởi lẽ là vì số lượng của em nó hơi ít. Nhưng nếu như anh em đã đổi sang 10400 cũng như là 10500 thì số lượng ở đây đã được nâng cao hơn rồi, thì mình đảm bảo rằng anh em sẽ có thể trải nghiệm mượt mà các cái tựa game từ nay cho tới 2 năm tới mà không phải suy nghĩ điều gì cả. Lý do số 3 đó chính là chi tiết hơn, mượt mà hơn cũng như là hỗ trợ tương thích cho các tựa game mobile. Điều mà khiến cho 9400F hay là 9500 đang mất điểm cho mắt nhiều người dùng đó chính là việc gánh stream khá là tệ. Kể cả cho bạn có dùng tới 64GB chăng nữa thì em nó vẫn đang chật vật vì số lượng nhân vật lùa khi mà stream. Nếu mà các bạn có thể nhìn ra bên cạnh đó chính là em Ryzen 5 3600 của chính phủ, thì em này đang cực kỳ sung sức cũng như là vượt trội về mặt doanh số cho các streamer từ phân khúc nhỏ cho tới lớn. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy thời điểm hiện tại là thời điểm mà nhà nhà stream, người người stream không phải là về vấn đề để giải trí cho vui nữa, mà đây là một cái công việc để kiếm được tiền. Thì mình nghĩ là 10400 cũng như là 10500 ra mắt, hy vọng là sẽ có thể sửa chữa được những cái lỗi lầm của đàn anh đi trước, cũng như là mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm mà mới mẻ và mượt mà hơn. Hiện tại thì không chỉ có stream game PC mà stream game mobile đang là xu hướng của rất nhiều game thủ Việt Nam, và điều này thì đang được hưởng ứng rất tích cực từ các bạn trẻ. Và với độ phủ sóng lớn như vậy thì bạn chỉ cần lên sóng một tựa game mà giới trẻ đang thu hút yêu thích hiện nay thì chắc chắn là không sợ không có người xem, cũng như là nếu thêm vào đó một chút hài hước, một chút vui tính và một chút độc đáo của cá nhân, thì mình nghĩ rằng việc nhận donate từ khán giả này là điều nằm trong tầm tay của bạn. Nhưng những phần mềm giải lập có hiệu suất cao nhất lại yêu cầu một thứ khá là đặc biệt, đó là công nghệ Intel VDX, thứ mà chỉ có Intel mới đủ tầm để đạt đến độ đỉnh cao nhất. Và sẽ thật là thú vị nếu như buổi livestream của bạn thật trơn tru và không gặp bất kỳ một lỗi gì về hiệu suất phải không nào. Em đó chính là một thành phần chủ chốt cho một bộ máy render. Hiện tại thì chúng ta không thể kể đến các quán ăn vặt hay là các quán trà đá vỉa hè, mà có thể kể đến các startup mang tính thực tiễn như là công ty offshore chuyên làm mà video quảng cáo cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến tầm trung, thì họ luôn cần những bộ máy có thể làm việc tốt, và bên cạnh đó thì giá thành phải hợp lý và mức sắp cơ. Và với cái quy mô của mình chắc chắn họ không thể nào mà đầu tư tới cả 100 triệu đồng cho những bộ máy chuyên dụng được. Thế nên mình nghĩ đây là thời điểm mà 10.500 tỏa sáng.
và đặc biệt là em đó thì được hỗ trợ Intel Quixin cũng như là được kết hợp nhân đồ họa có sẵn mà trong khi đó đối thủ lại không có. Đây chắc chắn là một điểm cộng lớn rồi. Bên cạnh đó thì về số nhân số luồng ổn cũng như là mức giá thì vừa miếng hợp túi tiền của rất nhiều người sử dụng. Và với 10.500 thì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng đâu đấy tầm 30 triệu đồng là có thể sở hữu một bộ cấu hình khá là ok rồi đấy. Lý do số 5, và đây cũng chính là lý do cuối cùng, đó chính là iPhone cũng được. Hiện tại thì mình thấy ở tầm phân khúc giá từ 25 cho đến 30 triệu đồng thì đang được khá là nhiều người lựa chọn, kể cả là các em học sinh sinh viên hay là những người vẫn giữ thói quen nâng cấp dần dần cho đến khi đủ bộ. Và không như thông lệ, Coi 5 hiện tại thì đang được ra mắt sau Coi 7 cũng như là Coi 9. Thế nhưng mà hiện tại thì 10.100 cũng như là 10.500 thì đang về hàng khá là dồi dào, kết hợp cùng với lại một em bo bánh chủ V460 ở tầm trung. Và mức giá cho hai em này đó chính là 7 triệu đồng thì mình thấy rất là hợp lý rồi và không cần phải chờ khuyến mại nữa đâu. Các bạn hãy zing ngay em nó về để trải nghiệm một cách tốt hơn thôi. Và vừa rồi là 5 lý do mà mình nghĩ 10.400 cũng như là 10.500 sẽ là một bộ đôi CPU quốc dân cho năm 2020. Và về review chi tiết em này đi cùng với máy thì các bạn hãy chờ ở video tiếp theo nhé. Còn các bạn thì sao? Hãy cùng comment ở bên dưới để cho mình biết ý kiến của các bạn về hai em này nhé. Còn bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe để chào đón những video tiếp theo của mình trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại!